Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Aiwa FD5. Chức năng chính của dàn này là CD, hoạt động ok, MD không đọc. Phía sau dàn có ngõ AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. Hỗ trợ ngõ SUP để mình kết nối với SUP điện rời. Và đặc biệt, dàn này có thể chỉnh được bass, treble, mid trực tiếp ở trên dàn. Đa phần các anh sẽ thấy bộ dàn mini chỉ chỉnh được bass, treble hoặc là bass equalizer, nhưng bộ dàn này chỉnh được luôn bass, treble, mid, nên chất lượng âm thanh cực kỳ hay. Trong lúc em test nhạc, em sẽ chỉnh bass, treble, mid cho các anh thấy là mỗi lần mình chỉnh và cái tông nhạc nó sẽ khác nhau như thế nào. Treble của dàn là treble đơm, nhạc lên cái tiếng treble cực kỳ đi đó. Anh ơi, tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần. Vì hơn mấy lần vắng anh, trời từng đô nghe sao xuyên bước cô đơn. Ai quên ai khi bàn tay chót nằm trong lòng tay. Chuyện hai chúng mình mộng xưa khó thành, biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái bát nha. Ghi vào đời hình bóng một người à. Đôi lúc chân mơ đang thấy không? Mình hạ bát xuống thì cái tiếng nhạc nó chỉ còn chết gì mấy tuổi. Tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly theo khuôn nghèo này. Khi mà bắt mình hạ xuống thì mình nghe cái tiếng âm nó như vậy. Khi tôi đưa chân người tôi mến, mít là nó ngoài trừ một cái không là hay nhất. Còn nếu mình tăng mít rồi nha. Mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi chờ. Nếu mà mít mình tăng lên cao thì mình sẽ nghe chất nhạc nó bị chát đi. Bây giờ mình sẽ qua là chép. Tùy nhu cầu, mình thích chép len keng nữa thì mình chọn chép cộng 5, không thì chọn cộng 4 hoặc cộng 3. Tùy nhu cầu mình chỉnh bass, chép mid để phù hợp với cái bài hát mình đang nghe, với cái gu riêng của mình. Mình thích bass nhiều hay chép nhiều, và với thể loại nhạc mình luôn đang nghe luôn. Đây là một bộ dàn cũng là nhỏ mà có vỏ, với kích thước là 22cm ở chiều cao và chiều ngang là 45cm, nhưng chất lượng âm thanh cực kỳ hay. Lúc nào cũng vậy, những bộ dàn mà chỉnh được bass, treble, mid thì đương nhiên sẽ hợp tai người nghe vô cùng. Chuyện hay chúng mình mộng xưa khó thành. Đây là bộ dàn âm thanh hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, nên các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Cầm một cục đổi nguồn thì liên hệ em Aiwa FD5. Em quay mặt sau nha. Có ngõ SUP để kết nối SUP điện rời, ngõ AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. Công suất của âm ly là 60W. Công suất của lò không thấy ghi trên lò. Đây là tổng thể mặt sau của lò nha. Thôi xin đừng thương hại dùng tôi. Không cần. Bây giờ em kết thúc link test nha. Các nào mua hàng hay liên hệ em. Vẫn xuống cuộc đời. Thôi xin đừng.